của Sơn Ký, Phú Cò Đổ, Đục Đào, chi tiết và số món 6 món, mặt dày 3 phân, mặt nguyên khối. Hồ này nó có một cái dài và hai cái chiếc, một bàn hụt kéo và một đôn hụt kéo và một đôn ngồi. Chi tiết và kích thước của vụ bàn ghế phòng khách Phú Cò Đổ, cái dài là 1m97, cao là 1m23 và chiều sâu là 60. Ghế chiếc là cao 1m23 và chiều rộng của nó là 73 và sâu là 60. Đôn là 57 và 46, cao 60. Còn đôn kẹp thì cao 50 và vuông 42. Hôm nay em đang quay đây là đã hoàn thiện xong. Đây là bên em bắn màu màu cây, không có lên lên màu mấy quý vị. Hàng này là được bên em đục tay quý vị nhé. Và này có kéo rất là đẹp. Em quay đi kia quý vị xem. Quý vị cứ tham khảo và xem chút kỳ càng vào. Đây là hai cái chiếc thứ hai. Em quay ghế dài. Quý khách nhiều người thì cứ hỏi đấy, tại sao mà bàn ghế nó có nhiều nơi nó bán rẻ. Xin thưa với quý vị khách hàng, hàng như bên đồ gỗ Mộc Tỉnh Phát là sản xuất tại Sài Gòn nhé. Quý vị xem cái nét đục quả đào ấy, rất là đẹp. Quả đào là được bên em đục hai mặt luôn. Đấy, em quay về sau cứ để xem. Hàng đục hai mặt cái gì nhé. Bạch này là dày 4 phân. Đây. Tiếp theo em quay sau của quý tiếp. Toàn phải bị xem từ dưới lên trên.
Đến đây em xin kính chào quý vị khách hàng. Nếu quý vị khách hàng có nhu cầu xin liên hệ với đồ gỗ Úc Tỉnh Phát để bên em được tư vấn và giá cả hợp lý. Xin chào và hẹn gặp lại.